Hello mọi người. Hôm nay đi gặt lúa. Để đợi công nha mọi người. Đây rẫy rất xa. Làm đây vui lắm mọi người. Hôm nay làm trời mát lắm. Đây là lúa cạn nha mọi người nha. Đây là dùng bằng máy tốt lúa. Đấy, nhiều bạn kia thấy cái máy như này nha. Bây giờ thì người ta hiện đại rồi, người ta không dùng cái máy này nữa. Người ta dùng cái máy xúc luôn, máy lớn, máy Kubota nha mọi người. Còn đây là đồ cũ nha mọi người nha. Đang khi nghèo quá thì dùng cái này thôi, dùng tạm thôi. Đây anh em đang làm đây. Lúa nó bị đổ hết rồi mọi người. Đây các bạn, mình quay chia sẻ cho mọi người xem nha. Đây là công việc của mình nha. Ở đây rất là bình yên mọi người ơi. Xem cái đồng lúa. Nhưng mà lúa nó hơi xấu nha mọi người, bị đổ hết nè. Đi đường lầy quá, bị lún sâu, mắc lầy. Ôi mọi người ơi, mọi người nhìn nhá, quay nhá. Ô vừa nghỉ trưa hả? Nghỉ lao nha mọi người. Phải ăn bánh cái đó đã cùng rồi. Cầm miếng đây, miếng thử. Này mời mọi người nha. One bánh gạo. Này bà chủ nha, bà chủ này, bà chủ đang ăn bánh nè. Bà chủ mập rồi. Bà chủ mập. Nha, bà chủ. Ô, là chuối. Chuối có, nước ngọt có, là đủ hết. Đây ông chủ đang cục lúa nha mọi người. Ủa lúa đẹp ấy, ông dài. Ông dài làm thuê. Ôi, lúa nè. Lúa này không có rau mọi người. Xe công nông đang làm việc chưa nghỉ luôn. Ôi ông già này làm gì hả? Ôi nhìn cái mặt này. Ra mồ hôi làm cực kỳ quá. Làm vừa vừa thôi. Đây gần xong rồi mọi người ơi. Làm cho siêu là xong. Gạch đôi bằng tay nha mọi người. Đây là gió lép đi khác nha mọi người. Cái rơm. Đây cái cuốc để đào con chuột nha mọi người. Đây nhiều chuột lắm. Chắc là đi ăn trưa là đi bắt chuột. Lúa cạn đó, bên cạnh thì người ta trồng cà phê sầu riêng kìa. Đấy, mới thấy chưa? Đây nha, bữa trước là nhổ cà già rồi, bây giờ thì trồng lúa. Rồi nghỉ ăn cơm đi, làm mệt rồi nghỉ đây. Làm một bữa thôi, ăn ít thôi. Làm ít ăn nhiều cho nó khỏe. Mọi người thấy vui không? Cho mình một like nhé mọi người. Xong rồi các bạn ơi, giờ chuẩn bị ăn trưa thôi. Thôi mình chào mọi người nha. Mình sẽ hai cho mình một like nha. Và đăng ký kênh nha mọi người. Bye bye.